Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi sẽ mang tới cho các bạn một video có chủ đề về nhân tướng học. Thông qua 4 loại tướng có thể đoán biết vận mệnh một người. Cổ nhân cho rằng tướng mạo, vận mệnh, khí sắc của một người luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Từ khí sắc, tướng mạo của một người, người ta có thể đoán được phần nào về vận mệnh tương lai của người ấy. Bởi vậy mà việc xem tướng mạo để biết được đường công danh sự nghiệp, hôn nhân vốn không còn xa lạ, đặc biệt đối với người châu Á. Bằng kinh nghiệm thực tế bản thân, cổ nhân đã đúc kết một câu tục ngữ: mã khán tứ đề, nhân khán tứ tướng, nghĩa là muốn đánh giá về ngựa thì xem 4 đặc điểm, còn muốn đánh giá về người thì phải xem 4 loại tướng. 4 loại tướng đó bao gồm: 1. Diện tướng. Diện tướng là tướng mặt hay ngũ quan, tướng mạo. Trước tiên khi quan sát một người, người ta cần chú ý đến tai, lông mày, mắt, mũi, miệng. Tướng mặt sẽ cho ta thấy đối phương là người gian trá, xảo quyệt hay là chính nhân, quân tử. Cổ nhân nói diện do tâm sinh, tức tướng do tâm sinh. Ngoài ra, khuôn mặt có thể hiện cả tình trạng lục phủ ngũ tạng và tâm tính đạo đức của một người. Những người cát tướng đáng tin cậy là những người có ngũ quan hài hòa, phúc hậu. Tướng cát tướng là tướng thiên đình báo mãn, địa cát phương viên, nhĩ đại cập kiên, diện đái tử tướng, ý chỉ phần trán cằm đầy đặn, sung túc, vuông tròn, tai to và dài, khuôn mặt hiền từ, đôn hậu. Trái lại, với những người không đáng tin cậy là những người có ngũ quan thiên lệch. Tăng Quốc Phiên, một danh thần nhà Thanh có viết: tà chính khán nhãn tị, chân giả khán trùy thần, tức là muốn xem chính hay tà, tha tà hay gian xảo thì dựa vào mắt, mũi, môi, miệng có thể đoán được. Những người có thói quen liếc nhìn người khác hoặc ánh nhìn luôn luôn lơ đễnh, không cố định trong lúc trò chuyện hay không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương thì thường là những người không chân thành. Người mà có đôi môi dày phần lớn là người rộng rãi, nhiệt tình. Còn những người mà đôi môi mỏng thì đa số là người khéo ăn, khéo nói nhưng dễ trở mặt. Tất nhiên, tướng mặt cũng phải dựa vào tổng thể, không thể dựa vào một hai đặc điểm để kết luận được. 2. Nhục tướng. Nhục tướng là chỉ làn da bên ngoài. Sức khỏe, tâm tính và tinh thần của một người cũng ít nhiều thể hiện qua làn da của họ. Người có cuộc sống sung túc cả về thể chất lẫn tinh thần là người có sắc mặt hồng hào, trên khuôn mặt hay nở nụ cười tươi tắn. Những người như vậy thường là những người chất phác, cởi mở. Những người có số không tốt, gia đình hôn nhân không thuận lợi, tương đối kém, không thông thuận thường là người có làn da thô ráp, sạm xỉn hoặc là mặt bủng da trì, nhiều nếp nhăn. Thời cổ đại, do cuộc sống của các tầng lớp khác nhau rất lớn nên người ta thường nhìn nhục tướng để đoán biết thân phận của một người. Ví như các tiểu thư khuê các thì thường có làn da mịn màng, sáng bóng. Còn đối với thường dân, dân lao động vất vả thì làn da thô ráp, không mịn màng. 3. Cốt tướng. Cốt tướng là chỉ cốt cách, bóng dáng con người. Không phải người cứ cao lớn, cường tráng mới là cốt tướng tốt đẹp. Một người có thể dáng vóc không cao nhưng rất có khí độ, lúc nào cũng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực thì cũng được coi là cốt tướng đẹp. Cổ ngữ có nói: họa hổ, họa bì nan, họa cốt, chi nhân, chi diện, bất chi tâm. Ý là vẽ hổ, vẽ da, khó vẽ xương, biết người với mặt, không biết lòng. Bởi vậy, cốt tướng rất trọng yếu khi muốn xem xét về một người. Cốt tướng có thể quyết định vận mệnh của một người. Một người có thành tựu thì thường nói đó là người có cốt cách kinh kỳ, ý chỉ người có cốt tướng phi phàm. Còn những mỹ nhân thì được khen là mỹ nhân tại cốt không tại da, nghĩa là người đẹp từ cốt cách chứ không phải vẻ đẹp bên ngoài. 4. Là khí tướng. Khí tướng là chỉ khí trong thần khí của con người. Hiểu đơn giản thì đây là thần sắc, khí sắc của con người. Người có khí tướng tốt thông thường là người thiện lương, ôn hòa, tràn đầy năng lượng và thoải mái vui vẻ. Còn những người thường đăm chiêu ủ rột, trao mày thì khí sắc sẽ rất kém, cũng là do gặp phải nhiều những sự tình không như ý. Những người như vậy thường sẽ mang theo năng lượng không tích cực, thậm chí là không tốt đẹp.
Và sau đây là một số tướng mạo mà qua đó có thể đoán được tính cách và nhân tâm của một người. Tướng mạo con người trên đời là muôn hình vạn trạng. Tuy nhiên, tướng mạo là kết quả tổng hợp của các hành vi thiện ác của mỗi người. Vậy nên, từ bên ngoài có thể nhìn thấu được tính cách và nhân tâm của con người đó. Người mà luôn luôn tôn trọng mọi người, mỗi lần nghĩ đều trang trọng nghiêm túc. Cứ thế mãi thì tướng mạo liền hiện ra vẻ trang nghiêm. Người thường xuyên tiết kiệm sẽ cẩn thận, dè dặt trong mọi suy nghĩ. Cứ thế mãi tướng mạo sẽ trở nên đơn giản, mộc mạc. Người thường xuyên lấy lòng từ bi giúp người, mỗi lần suy nghĩ liền tiết kiệm một lần. Cứ thế mãi tướng mạo liền hiện ra sự từ bi, lương thiện. Người tham lam những thứ vụn vặt, ham món lợi nhỏ, mỗi lần suy nghĩ liền thu hẹp lại, cứ thế mãi tướng mạo sẽ hiện lên tướng hẹp hòi. Còn người hay ăn trộm vặt, mỗi lần suy nghĩ mắt hay lao liên tục, cứ thế mãi tướng mạo sẽ trở nên lén lút. Người hay tham lam món hời lớn, mỗi lần suy nghĩ thì trong tâm lại đen thêm một lần, cứ thế mãi tướng mạo sẽ trở nên giống một ông chủ xấu xa gian ác. Còn người mà thường xuyên gạt tiền người khác, mỗi lần suy nghĩ liền bạc mệnh một lần, cứ thế mãi tướng mạo sẽ trở nên bạc nhược và yếu ớt. Người thường xuyên phát cáu, mỗi lần nghĩ đến liền nhíu mày trừng mắt, và cứ thế mãi tướng mạo sẽ hiện lên tướng xấu xí. Người mà thường xuyên tức giận, mỗi lần nghĩ đến chuyện liền hướng về phía trước vểnh lên một lần, và cứ thế mãi tướng mạo sẽ hiện lên tướng bĩu môi. Còn người mà thường xuyên tà dâm, mỗi lần nghĩ đến thì thận và bàng quang liền bị tổn hại, cứ thế mãi tướng mạo sẽ hiện lên tướng mặt xám, tai bị láng. Còn người mà tham lam của cải bất chính, mỗi lần nghĩ đến lại phổi và đại tràng liền bị hao tổn một lần, cứ thế mãi tướng mạo sẽ hiện lên tướng mặt đỏ, mũi thô. Trên đây là một số ví dụ mà tôi đưa ra để thể hiện khi những suy nghĩ xấu thì tướng mặt sẽ trở nên xấu, và những người lương thiện thì tướng mặt cũng lương thiện. Và tướng thì do tâm sinh, khi con người có những ý nghĩ xấu thì mỗi bộ phận trên cơ thể con người đều tương ứng bị ảnh hưởng. Vậy nên muốn có cơ thể khỏe mạnh, ngoại hình xinh đẹp thì cần phải tu tâm dưỡng tính, bài trừ những ý niệm bất hảo. Cảm ơn các bạn quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.